Gần đây, Việt Anh liên tục nhá hàng trên mạng xã hội những hình ảnh tình cảm cùng Hồng Diễm. Sắp tới, anh và nữ diễn viên sẽ hợp tác cùng nhau trong bộ phim Người Vợ Tốt. Được biết, dự án này sẽ lên sóng trên VTV vào tháng 10 sắp tới. Trong phim, cả hai sẽ vào vai vợ chồng. Tuy nhiên, chi tiết về nhân vật cả hai thủ vai vẫn còn là một điều bí ẩn với khán giả. Khi được hỏi về vai diễn mới, Hồng Diễm cũng từ chối chia sẻ. Sau Hướng Dương Ngược Nắng, đây là sự trở lại đáng mong đợi của Hồng Diễm. Dù vậy, dự án lần này sẽ không có người bạn diễn gắn bó thân thiết với cô trên truyền hình thời gian qua. Thay vào đó, Việt Anh sẽ là người sẽ đóng cặp cùng Hồng Diễm trong dự án. Trước đây, cả hai cũng đã từng có dịp làm việc chung trong một số bộ phim như Maskover Mùa Thay Lá, Hướng Dương Ngược Nắng. Trong Hướng Dương Ngược Nắng, vì tuyến nhân vật khác nhau nên Hồng Diễm, Việt Anh không có nhiều sự tương tác trên màn ảnh thế nhưng ở Maskover Mùa Thay Lá, cả hai đã có màn đóng vai vợ chồng rất ăn ý. Sau 5 năm từ bộ phim này, đây là lần thứ hai Hồng Diễm Việt Anh nên duyên vợ chồng trên màn ảnh. Hình ảnh ngọt ngào của cả hai cũng hứa hẹn đây sẽ là cặp đôi màn ảnh ngọt ngào, đáng mong đợi đối với người xem truyền hình trong thời gian tới. Ngoài sự xuất hiện của Việt Anh, Hồng Diễm, được biết bộ phim này còn quy tụ một số diễn viên nổi tiếng khác như Thu Quỳnh, Quốc Huy, Hà Việt Dũng, dự án hiện cũng chỉ vừa mới khai máy. Trong phim, Thu Quỳnh vào vai An Nguyệt, hoạt động trong ngành kiểm sát. Nữ diễn viên cũng rất cởi mở chia sẻ về dự án trong phim mới của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.